Hiện các ngân hàng thương mại đang tiếp tục giảm lãi suất huy động để tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới. So với thời điểm này của năm ngoái thì lãi suất huy động đã giảm từ 2 đến 2,5 lần. Dù vậy, lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng mạnh. Mức lãi suất tiền gửi 6% một năm tiếp tục giảm trên bảng niêm yết của nhiều ngân hàng thương mại. Phổ biến hiện nay là mức lãi suất từ 5,6 đến 5,7% một năm. Các kỳ hạn ngắn hơn, lãi suất cũng giảm sâu. Tại các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm ở mức thấp kỷ lục. Tiền gửi kỳ hạn 1 năm ở một số ngân hàng quốc doanh đã xuống dưới mốc 5% một năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, lãi suất tiền gửi chỉ từ 2,2 đến 2,6% một năm. Cá biệt, có ngân hàng chỉ huy động tiền gửi ở kỳ hạn này với mức lãi suất dưới 2% một năm. Mặc dù lãi suất huy động giảm sâu, nhưng nhiều người vẫn lựa chọn gửi tiết kiệm. Hiện tại thì mình thấy lãi suất ngân hàng giảm rất mạnh so với hồi đầu năm. Khi mà mình có một khoản ấy thì chắc chắn là mình sẽ gửi ngân hàng để đảm bảo an toàn. Mặc dù lãi suất thấp nhưng mà cái đấy nó tạo cho mình cái sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, các kênh đầu tư khác cũng ẩn chứa nhiều rủi ro nên gửi tiền tiết kiệm để lấy lãi và chờ đợi cơ hội cũng là một kênh được nhiều người cho là hợp lý lúc này. So với những thời điểm lúc đầu năm hay là sau năm ngoái thì lãi suất tiết kiệm là đã giảm một nửa. Nhưng mà so với những hình thức mà rủi ro hơn như trái phiếu hay chứng khoán ấy, thì bây giờ là thời điểm cuối năm rồi, thế nên là em cũng chỉ chọn cách để cho an toàn. Lãi suất của năm nay nó đang trên đà có thể đi xuống, nhưng mà để mà qua một sau khi đại dịch cũng như là kỳ khó khăn như năm nay thì em nghĩ là năm sau còn khó khăn hơn nữa. Thế chính vì thế là vợ chồng em phải lấy ngân hàng làm cái kênh mà cảm giác là an toàn nhất. Lãi suất giảm mạnh nhưng lượng tiền gửi của cư dân và tổ chức vẫn tăng. Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của cư dân và các tổ chức kinh tế vẫn đạt gần 12,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với đầu năm và là mức tiền gửi cao nhất lịch sử ngành ngân hàng.